Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. Bây giờ khoảng 2 giờ rưỡi khuya rồi cả nhà ơi. Trước màn hình là một thanh niên cao to đẹp trai. Cả nhà nhận ra ai không? Giới thiệu cả nhà, đây là anh Liêm cả nhà. Hôm nay Tùng mời cả nhà theo xuồng của anh Liêm. Hai anh em mình đi cuốn lưới neo. Tới lưới neo anh Liêm thả chắc được khoảng 1 tiếng, 1 tiếng hơn rồi cả nhà. Tới nơi cuốn rồi. Giờ mình chèo xuồng lai gai ra ngoài cái đầu phao mình kéo là vừa. Sau một hồi kéo dây đầu phao cũng lên lưới rồi cả nhà. Cục đá neo ngay đầu lưới thì mình có cục đá neo phía dưới, phía trên thì mình cái phe phao với cái cờ. Đầu lưới bên kia cũng vậy đó nha, bên kia phía trên mình có cái phao với cờ với cái đèn. Ở ngoài kia cũng có cục đá neo phía dưới nữa, hai đầu. Đây là loại lưới neo tấc 3. Mình thả ngầm cả nhà ơi, nó chìm dưới nước á. Viền dưới mình sử dụng những viên chì xa xa tầm 2 tấc, tấc 8, 2 tấc mình có viên chì. Vậy. Xuồng đằng trước là xuồng của anh Vũ nha, hôm nay cũng bổ lưới gần đây. Còn viền trên thì mình sử dụng những cái phao lừng để cho ta lưới nó căng ra. Dạo lưới mình cao khoảng chừng 2 mét. Vô, cày. Cái này gọi là gì anh Liêm? Có chó gì nhỉ? Có chó gì nhỉ? Rồi, hai con một lượt cả nhà ơi, đỡ rồi. Cái gì cậu? Chó. Cái cày á. Đây em bạch nè. Đó. Quên á. Bỏ đại ngoài đi, Tùng, bỏ đại ngoài đi. Trời ơi, cái gì kìa? Ngoài á. Ờ. Đây là mấy cá đó. Trống còn mấy con cá đó. Đây rồi. Nó nữa nè. Rồi. Cá cày một lứa anh ơi. Người ta có câu cá mèo một lứa. Tại cá cày này nó một bầy rồi. À, anh hỏi chi, anh hỏi chi. À, để kéo này lên, lên hả? À. Không ủi luôn trời. Thấy luôn đi, để thấy này không? Rồi, mình được 3 con. Ở trong lục còn cá hay gì? Còn. À, vậy hả? Hai con cóc một cái xả đó. À vậy hả, rồi phải rồi. Do trong đục anh Liêm còn mấy con cá cóc cả nhà ơi, nên mình phải giữ cho cá cóc nó mạnh. Còn cá cày này dù sao mình lên cũng làm chả thôi, cày để ngoài mặc dù hơi ác chút xíu. Thôi cày, dù sao mình lên làm chả. Quan trọng con cá cày hơn, ố quan trọng con cá cóc hơn. Rồi dưới nặng. À anh chờ đi đây lên hả? Anh ủi như không à? Cột nhóm lên kéo từ từ đi, không mấy kêu anh lại anh phụ kéo thằng này là hồi lên hai cái luôn. Ủi đi Tùng. Anh cột đi, rồi ủi ra hả? Rồi rồi. Dướng nặng rồi cả nhà, mình phụ anh Liêm ủi nha. Được 3 con. Ủi rồi chừng có cá bự. Dạ. Không có, anh đợi đi. Kéo từ từ đi. Tình hình là có thể dính rồi đó. Có thể dính lưới đó, nên anh kéo đây. Mấy con cậu? 3 con cá cày. Trời ơi, mới đây 3 con hả? Ừ. Trời ơi gì, trời. Sao rồi, anh sao rồi? Dính con nào? À hả?
Chạy xíu đi, xíu đi tới. Cái cày nữa nè, cá cày một lứa luôn anh Vũ ơi. Muốn bay cá cày nè. Cái này mình đi sao ta? Mình đi số thứ tự. Đó, đó, đó. Gì đó? Cày nữa. Kì ta. Ông gà nước hải rồi. Chẳng lẽ mà nó quay đi nước cày trời. Đâu đâu, cái con Vũ có không? Không biết. Từ từ anh, họ anh gom gom lên bắt cá bự. Đi trước không à. Rồi rồi, đi kéo hả? Chưa. Đi qua đây, đi qua đây. Bữa nay tụi đi một xuồng mà tụi quay hai xuồng luôn cho cả nhà xem nè nha. Không ơi, bữa nay dài tiếng mà không nhiều. Dạ đúng rồi, tiếng hơn hả? Đêm nó kéo tụi bữa, sao bữa đi sớm. Em dặn anh giờ 11 giờ là ngủ chút xíu nữa đi. 11 giờ mấy mới bữa. Ừ. Nói tới nước rồi hôm tới 1 giờ mới bữa mà. Ê, cái gì cày nữa? Cày nữa. Cái gì một mùa một bài cái cày rồi anh Vũ ơi. Cái cày một lứa. Hồi đó giờ anh có nghe câu cái cày một lứa chưa? Mình đi trước mà sao kỳ vậy? Ông kéo là lưới mình giật giật luôn á. Dạ đúng rồi, nói từ thành là nó có thể nó bị dính đó. Bữa cái phao đó không thấy cái phao đâu hết á. Không coi con không canh ông mà không hay ông bữa chứ canh cái hòa thành nó ngủ ông vô gọi đường viên ngay mặt con hai với bộ và mới vô đó đó mới đi bữa vô bữa là ngồi phao đỏ một hồi tao mới đi vô đó ông đi vô ông lại ông nằm võng cho dĩ nhà đi chú anh cái xuồng mình lên đi. Thôi bà cậu cho anh cá cốc chịu không anh Vũ? Cá cốc đi. Ừ, cốc đi. Nói nè, lụm. Nó hai người dính. Ra quang sao ta? Lần cái xuồng lên đây nè. Xuồng con lên đâu? Lên trên. À. Rồi. Đi đi. Được không? Bơi tới xíu nữa coi. Được không? Bơi tới. Bơi tới đi. Dịch đẩy tới luôn đi liền đừng chui anh đẩy tới đi anh đẩy cái xuồng tới đi đừng chui đẩy đi còn xả lưới ra đó ừ rồi rồi từ ra anh Vũ không hiểu sao anh Vũ sao kỳ vậy ta tức tiền chưa ngay cái điểm cá cày à bao cái khúc này không à dạ tới anh tắt anh Vũ tắt dạ lần lại vô trong đó rồi đó bởi vì lưới anh mạnh hơn em kêu anh từ từ để liên kéo đi nãy anh ủi nguy hiểm ủi những gách lưới không á chiếc ngoại gặp cá hú rồi cậu ơi cá hú nằm ngoại á ông
bây giờ bây giờ anh Vũ anh gặp rồi là anh biết điểm cá hú điểm cái bà sai cái sổ hết trơn rồi không có ai chiều quên dặn ông mua bắp cải đây thì ông bạn rồi ông chiều quên nói với ông mua cái bắp cải rồi đó chọt đại vô mấy cái lỗ lứa á kêu vô không Vũ anh ảnh bạn rồi kêu bắp cải kêu vô cột vô còn đó qua đó Vũ cuốn đi ê thì dịch có cá la lên nha anh Vũ. Lưới tôi có bắp cải nè. Có dính rồi nè anh ơi. Có bắp cải là có cá hú qua xa ha anh Vũ. Thì anh Vũ làm kiểu này mà mốt bắp cải lên giá nữa. Mốt anh coi bắp cải trôi đều xong chưa nè. Nó nặng nước hay vậy? Có. Này nó sâu. Dạ. Sao hú quá sao không thấy con nào tắt. Có chó dưới nhà là vững rồi. Dạ. Con Vũ. Ơi cày nữa cày nữa Vũ ơi bự hơn Vũ ơi con này kiếm mấy à từ từ ở đây không rồi anh Liêm làm nhiều ký trả rồi chẳng là cho hết rồi vậy hả à. Làm mà cho hả dạ à. Yeah. Cho dạ yeah. Muốn hết rồi có cái đám này dính nữa à đám cái cày dính nữa à. Làm nữa nè giờ để dành dạ yeah. Xe đúng rồi nó bị xe rồi cá mà nhầm con nó dễ nhầm con nó quấn nhiều mặt quá à. Một mặt thì mình bứt được chứ nhiều mặt quá bứt cực xây vậy coi nó xe rõ ràng ha nó ba mặt ba lớp lưới ý là mở ra tới điểm này mà còn ba lớp lưới rồi qua trời ơi gặp con cá còn gì con cá lăn con cá ngát nhất rồi con cá ngát á nó vô lưới một cái hay nó xe như cái kén cầm vậy đó lăn nó lộn sao mà lưới mà xe cuốn lại mà không thấy nó luôn có thấy một lớp trắng ở ngoài luôn xe viền luôn dạ nó xe dữ lắm nó lăn lộn mà cá dòng cá đó nó dài nó mạnh nó tròn á Thank you.
anh Vũ im gu luôn à. Chưa có gì à. Tại vì nãy Tùng có dặn anh Vũ có cá là la lên cho mình hay cả nhà. Với lại cô ảnh nghe nó ngắn dạo hơn mình không ta? Ngắn dạo hơn 30 mặt hả? Đúng rồi, 30 mặt thì ra 3 thước giật lại còn 2 thước chứ gì. Vậy là thấp hơn mình một. Ủa? Được rồi, 30 mặt hả? 3 thước giật lại nhưng mà cũng bằng mình, nhưng mà lớn nhỏ hơn. À. À. Dạ. À, được con này bự hơn cả nhà. 6 con kia con lứa. Con này bự. Đi vô xa hả? Ờ ừ, đỡ rồi. Còn có 300 gram à. À lưới nhỏ. Anh Vũ nói là dính cá ba sa rồi nha, nhưng mà con nhỏ quá. Chiều nay ối chưa sáng nay lại chọn một con cải nghiêm sẵn đi. Nó có bự hơn chưa anh Vũ? Có cá là được rồi. Ôi, cá liềm tiền nó bự nữa. Liềm tiền. Mà bà cậu độ cho anh Vũ con cá bự chút á. Anh khóc quá thì khóc rồi bà cậu ơi. Khóc nhỏ nhỏ thôi, khóc đây nghe luôn nghe. Không ngờ em dính cá trôi cái ấy hoài luôn á. Trôi cá cóc. Cá đường hồng. Dù phi dễ dính hơn điều hồng, văn lưới chứ điều hồng khó dính lắm. Khó dính lắm. Tới cái khúc này bọc nhiều hơn mấy khúc kia rồi. Bọc. Này nghe cái lập. Cái lập chạy. Phải chịu. Tại không sao, đi với anh Liêm có bọc có tiền à, có bọc có cá mà. Bữa nay anh trúng cá hú bà sa nữa nè. Anh Vũ ra tới rồi nè. Để em hỏi thử coi anh coi gặp phải không nha. Nhiều còn sót miếng bắp cải dính được hai cá bà sa. Sáng nay chắc chờ thằng bác ăn cải đặc lắm. Ơi. Chút cá ba sa là ngon rồi. Ngon gì? Hai con chưa được ký lô nè. Tình hình là hai cá ba sa nè. Tức ối máu không? Gì tức dữ vậy? Dính cá bự không tới con dính cá ba sa nè. Ha. Tức không? Tôi thà nè, hai con bận nhau gì nè. Mấy con nè. Hết hết lưới luôn hả? Trời ơi. À, còn con khúc nào không? Gì? Anh còn anh mấy khúc lần mà. Nó ba khúc mà. Vậy hả? Khúc là đằng này nó không dính. Mà tới thì dính hết lưới rồi. Ta đây có con ba sa nào đâu. Ờ, ở đây người ta cái cày không, ba sa ngon rồi. Ngon gì? Được luôn. Anh thấy tình hình từ đây ra ngoài dính cái gì anh Vũ? Cái hú với đây hả? Cá hú nha. Thấy chưa? À, hồi lên cá hú thiệt nè. Anh Vũ hay lắm. Giờ điểm nào không chanh hết trơn rồi. Chiều quên dặn không hồi nãy, quên nhét bắp cải vô. Nè, tôi có cải nữa thấy không? Còn bắp cải kìa anh. Có bắp cải nữa đó. Còn dính bắp cải là còn cơ hội ha.
này nó ngay cái lằn hà chịu không ta? Anh định vậy coi. Trời ơi, nghe lằn chịu chi. Anh định vậy coi ngay cái điểm mà anh thấy có dính cá mà không gài là mấy điểm nào có sao anh biết hết trơn rồi. À, ông quay máy mà ông chạy khịt là ông lấy kẹo đó. Vậy là phải ủi hả? À, ông thầy này phán là phải có khịt nghe liền. Không sao, bữa nay có thợ ủi xong tiền ở đây mà. Khi nào mà anh thấy em ra sao quay máy là chuẩn bị đi. Thấy nãy ông đè lưới con cũng ủi luôn, thấy không? Nhà ủi nó có hàng bà xa ha. À, giờ khịt đó ha. Giờ tới đây giặt lặt mà. Chiều cái sủ nó dính giường phao á không? Cái sủ đi giường trên mà. Đi trên. Lưới không chắc không tới cái sủ bự. Đâu tới. Không nó bơi cũng bơi lên xuống anh đâu. Không lẽ con mất nó bơi hoài sao? Trời bọc cái trời. Dạ tới cái chỗ này bọc chưa? Lọc. Ê gỡ cá tiếp coi ngồi đó. Anh cái này anh biết cá gì không? Ủa cái này ta gọi là gì không? Bông lau. Tí gỡ bọc tiếp ra. Trời ơi, đi dân lưới mà trà đâu dép gì đâu bốn lưỡng người ta ơi. Trắng bốc ha. Có đâu dép trắng mà. Nhưng mà ý nó là trà nó mới đẹp vậy chứ nếu mà dép trắng mà anh để dơ thì không nó cũng xấu chứ. Nhìn anh, ai nói anh đi dân lưới anh Vũ? Hả? Ông ăn đòn như ca sĩ vậy đó. Về tắm rửa rồi xong vui. Dạ hỏi gì về sửa dạng đi đâu rồi, đi dân lưới đi, chạy chắc này đi dân lưới hả? Ừ, đi theo nước mà. Tại vì ngư dân mình đi nước khuya, nước sáng, nước này, nước kia gì đi hết á nè. Nước, ngay nước là cứ đi. Chục chiêu mình tính là lên cái chỗ rồi. Nước mình tính là. Anh Vũ anh hên lắm, anh lợi là có cá, mới có bự rồi. Dính này ra, dính nùi nùi như hồi trưa, tối rồi. Ngày điểm chưa? Chưa, hết bọc luôn rồi đây ha. Hết bọc tới cá ha anh Vũ ha. Kéo cái này nhìn dính cá không đã, bằng lưới cậu hai kéo, hai người kéo nhìn dính cá nó mới đã. Nó bung ra ha. Nó bung lưới ra. Cho đi của mình mà mình phải túm hai viện lại kéo. Không thấy Trần Vũ. Chưa đẹp mà. Ôi ôi, cá mẹ lên. Mẹ. Bữa nào đêm nào kéo lưới là cũng gặp anh Thành vậy đó. Mấy bữa đầu nghe giật mình á, không biết gì, mà từ từ mình mới biết. Lên gì đó. Không, ta lưới cá mẹ để nước này là thả nè, có nè. Có lúc nó lên cách mình chừng 2-3 thước, sát bên luôn. Dạng. Để lưới cá mẹ cà bá trong nhà kìa. Để này bơi cho thả đi. Thôi, em chửi. Mà con thả ngợi, con cũng đâu có thả được. Hồi giác 11 giờ có hai người thả ra đứa mè từ trên đó dài xuống dưới lúc dưới kia. Mè hay mè dinh? Mè đứa nổi mà. Thì đứa nổi mè dinh. Mè cũng đi nổi vậy. Bắp cải giác này vậy? Có bắp cải à, có bắp cải à cậu ơi. Có bắp cải có ý vậy đó. Có bắp cải à. Có bắp cải hơi là ông lấy kẹo à. Có hai chiều nguy gan gì đó, cãi lên gì đó. Xíu là lấy kẹo liền ha. Cây lưới quèn hả? Hay cây lưới nguyên? Nguồn lưới nguyên. Vậy cây quèn bữa nay vô vô bờ hả? Ờ, cái quèn dính cái cây vậy nãy. À, vậy cũng được, ấy dính nha. Lưới quèn vậy, dính bài cái cây nha anh. Đừng chê, lưới quèn thấy vậy nó dính qua liền liền à. Bữa mốt anh ghi vô cái tà lưới ghi rồi dễ vô để chị lưới quèn để cho con cá nó y nó nói lưới quèn mà không.
chứ đi làm lưới có hai ba xuồng này vui hay không? Vui. Chứ giác này không thả uổng trời. Dạ. Hơn nữa dính vài con nữa. Ông sợ bán không hết hay sao á? Đi mừng hôm làm nghề này có vài xuồng vui đấy nha, đông đông vui đó buồn ngủ. Dạ. Mà có anh Vũ là càng vui hơn nữa. Anh có anh vui cái lần kỳ bao nhiêu kilo ha? Dưới 10 giờ 11 giờ lại dưới chạy lên tới đây 11 giờ 10 phút 5 phút vậy. Nước đó nó chảy chết tuần bố vậy. Tính ra ông chạy xe tè đó nha. Ông ở dưới lên đây mà ông chạy chừng. Ông chạy xe dữ lắm. Phải không? Thì rồi, giới thiệu ông chạy xe dữ lắm luôn nè. Chạy ghê lắm. Bởi vậy nhìn anh nói ủa ông này sao hai, tướng này là phải ngư dân. Hai vợ chồng chạy hai chiếc xe nha. Từ ở Vũng Tàu về là kêu anh hai ở đây mặn chó, là ông mặn chó xe xong là ông nấu gần chín lần về tới đó. Chạy ghê không? Mà bén cái gì chạy lẹ chứ. Được rồi, về không vậy? Chạy trò. Ông kia là ghé lại đổ khăn, ông nói trời ơi con đi về tới đâu lận, nó đi về tới Đồng Tháp, hỏi xe này về tới Đồng Tháp nổi không, nó ai biết tên nó tới đâu tới. Ông anh kìa, ổng kêu mày lấy xe tao nè mày chạy về, có gì là nó chặn, nó không cho mày lại, mày bỏ chiếc xe cũng được, lấy chiếc xe ổng chạy về ổng cười chết luôn. Mà xe chạy tốt thiệt, máy tốt thiệt. Ý là anh bầu nó cỡ đó mà nó còn hoạt động tốt hả? Chạy ghê lắm, chạy dữ lắm mà. Chạy chị gán đổ xăng còn không nghĩ mệt luôn á. Mà chạy lớn hết ga không á. Nó chơi lỡ làm lần này thôi. Sao vậy? Từ lại đi. Mà nói chung là tại sao có bắp cải mà không có cá nè? Anh giải thích coi. Nãy giờ anh kêu bắp cải gắn vô này kia đồ, nãy giờ kéo lên dính bắp cải tùm lum kìa. Mà chưa có xa hú gì trơn. Nó không ngay lần hay sao? Ông bữa không ngay giờ mà. Giờ đó thử qua giờ. Ông bữa phải cỡ 11 giờ mấy, ngay giờ lên Vũ là có rồi. Có cái bà xa mà ông có. À, thấy chưa, anh Liêm, thấy chưa? Lưới ngắn mà còn dính bà xa. Lưới này mà còn dính nữa. Ờ, vậy là ngay anh bữa chịch giờ. Chịch giờ rồi. Ngay giờ mới được nè. Không, hợp lý, anh Vũ, anh tới. Cái cây bự nữa. Trời ơi, cái cây. À, không sao nhé. Trời ơi, chơi gom củi về chậm không? Lấy củi luôn. Lưới chơi người dân mình ở đây có mấy khúc cây này cái mình gom về cái nhà phơi khô cái chụm rồi cắm nước. Để nấu nồi cơm. Cũng đỡ lắm. Lên đá rồi. Để sao đó, đóng lưới dạo dài đi cậu ơi. Vợ cục này dở quá. Mà giờ dài dài sao không kéo nổi? Không nổi. Giờ dài đóng ít. Bây giờ á, anh Liêm anh đợt đầu anh đóng dạo này để cho á, là kéo là để là quen lưới. Quen ừ, bài đồ. Chứ để giờ mới vô mà ông đóng lâu dài kéo sao nổi phải không? Nổi đó. Bây giờ 30 mặt. Một lên 45, một lên 60, một lên 90. Lúc đó đi thi thể hình luôn đó. Kéo 90 mặt lưới là đi thi đó. Thôi, ta lưới anh được 2 con 3 xa còn đòi nữa. Nay tao được con nào đâu? Thì đây tao coi cá làm chả không. Thế là bị đè cái đầu đó không, đè cái đầu còn dữ nữa. Anh Liêm nói anh bủa vậy anh không biết trường, anh tưởng đâu anh bủa ga. Bủa ga chứ. Bủa ga mà nước nó chảy quá, hơi đảo tung tới còn đó luôn ơi. Rồi đó nước còn chảy rồi nó quơ lên. Rồi anh Liêm anh đâu có nghĩ thành bủa nó bị gì đâu. Bủa ga chứ đâu bủa xui gì đâu. Lưới anh bận nó làm cái bận như cái nó coi làm như bà xà hú nó ăn bắp cải nó no hay gì bắp cải nó ghê rồi xong rồi lên đi rồi đó nha lưới thì đầu trong anh em mình dính được bầy cá cày
ra đây không có bè hà sa hú nào hết trơn, không có cá sủ nào hết trơn. Giờ này mấy con cá nó đứng cứng đơ rồi cả nhà ơi, là do mình có vậy đó. Rồi kết thúc tay lưới cả nhà ơi. Hôm nay anh em mình bắt được 7 cái cày. Được mấy con ta? 7 con. 7 con. Có con nó bự rồi anh Linh. Mấy này nhỏ, này chừng hơn nửa ký. Mấy con tí còn đang ký mấy á. Trời ơi, này kiếm 7 cá hú bà sa như là anh Vũ mà chưa được. Bắt trước 7 cái cày đi. Rồi rồi. 2 3. Ok. Dạ rồi, anh em mình đã thăm xong tay lưới rồi cả nhà ơi. Bây giờ anh em mình về nghỉ ngơi khuya rồi. Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt mọi người. Tạm biệt anh Vũ. Bye bye, bye bye mọi người.